Xin chào toàn thể anh em, hôm nay thì cả hai chúng em thì lên thanh lý bán rẻ cho anh em mấy con máy cắt cỏ này Để cho anh em nào mà có nhu cầu cần một chiếc máy cắt cỏ giá hạt rẻ anh em nhé Và anh em nào mà nhu cầu về sử dụng cần một chiếc máy cắt cỏ cầm đi làm để kiếm cơm nhé Đấy, kiếm cơm, kiếm kiếm đồng tiền ấy ạ Thì anh em sử dụng những con máy là nòng to, cỡ lớn như thế này thì mới phục vụ sử dụng tốt cho nhu cầu anh em sử dụng nhé Đỡ hỏng vạt và những con này là hàng công suất to khỏe để cho anh em với chuyên về đập phát cước được luôn anh em nha đấy cắt tất cả các loại cỏ được luôn vì nòng con này thì toàn là công suất là nhỏ nhất là 33 cc rồi và to nhất kia là 41 cc luôn anh em nha đánh dấu ký tự là lô chữ b b 1 chỉ 900 trăm ngàn thôi thôi đầu tiên qua wow, con b 1 này anh em hàng giá thì cực kỳ hời cho anh em luôn hôm nay để bán giá cực kỳ rẻ cho anh em để cho anh em về sử dụng nha con này là 900 trăm ngàn nói thật ra là con này thì cả hàng chúng em là mua lại của khách đấy mua lại của dân về nói chung là máy thì còn rất là ngon dân người ta khách người khách của cửa hàng chúng em ấy người ta bán rẫy nên là người ta không có nhu cầu sử dụng nữa và con máy này thì xài đang cực kỳ ngon luôn anh em nha nòng to nòng 36 ly công suất 33 cc tum là hệ tung rời luôn này đấy đến nữa anh em chán có thể tháo cái phần cần ra bỏ ra một bên lấy cái phần cục máy này để chế cháo ra được rất là nhiều thứ nha Như kiểu là máy phát điện này hoặc là máy bơm nước đồ linh tinh đấy ạ Hoặc là máy phun nước sâu Đấy em mua cục máy phun nước sâu ráp vô Đấy vẫn xài được vô tư nha Đang bán 900 ngàn rồi Quá hời cho anh em nha Riêng con này thì 900 ngàn thì cả chúng em bao ship cho anh em nha 900 ngàn nhưng vẫn bao ship Đó. Và tặng kèm cho anh em là một con dao Và một cái dây đeo và con này thì máy còn đang nổ nghiêm chỉnh luôn để cho anh em về chỉ việc đổ xăng và là xài thôi. Đó, đây. Đầu bò đầu viết này, còn chuẩn hết luôn anh em nhá. Đó, với cái giá 900 000 thì anh em kiếm không ở đâu ra được nhá. Và con này nó là hàng máy to nữa. Nên là anh em sử dụng thì rất là ok la luôn anh em, cực kỳ ngon nha. Máy móc thì liền mạch này, vỏ viết thì không có bể vỡ nứt nát gì cả. Đấy, bình xăng thì còn ngon nguyên này. Rồi, giật tắt nổ cho anh em nghe qua con này nhá. Đó. 900.000 bao ship và tặng kèm cho anh em là một con dao và một cái dây đeo. nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em anh em nhé Đấy 900 ngàn nói chung là hàng này nó là hàng mua lại của khách rồi anh em nhé Vâng và nếu mà anh em nào ấy ạ Mà Không thích xài lại của người ta ấy ạ Một chiếc máy cắt cỏ Hàng mới đét đập thùng đây nhưng mà giá vẫn cực kỳ rẻ luôn anh em nhé Hôm nay bán rẻ như cho so luôn anh em 1 triệu sáu con này đây 1 triệu sáu cho con này nha Hàng máy mới đập thùng thùng đổ ra luôn Máy mối 100% anh em nhé Đây là lần đầu tiên đổ xăng vào Để test nổ giới thiệu cho anh em xem qua Rồi, Tum vẫn là tung rời nha Vẫn là tung rời Đến nữa, chán có thể tháo cái phần cần và cục máy rời ra Anh em có thể chế cháo rất là được nhiều thứ Như kiểu là máy phát điện Hoặc là máy bơm nước Đó, Máy phun nước sâu đủ linh tinh Rất là hợp lý luôn anh em nha Con này thì công suất cũng 33cc Nòng của nó là 36mm Đấy, 33cc, nòng 36mm và con này á nếu mà anh em lấy cái con B2 này này con B2 sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao này một ổ phát cước này một cái chắn cỏ này đấy một bộ đồ nghề và một dây đeo đấy là mon năm món phụ, phụ kiện kèm theo anh em nhá một con dao nhá một ổ phát cước này một cái chắn cỏ để ráp ở đây nhá chỗ phần cần này để nó chắn cái chắn đất đá nó văng vào người đấy một cái dây đeo và một bộ đồ nghề năm món phụ kiện kèm theo bao ship tận nhà cho anh em luôn nha nên là anh em không cần phải lăn tan vâng vào đây bộ tay ga của nó đây và dòng này là hàng chất lượng cao luôn anh em nha đấy bộ tay ga công tác ở nằm ở đây luôn chữ o là tắt chữ y là nổ bóp ở đây đây đấy đó anh em nhìn thấy không đây, chân chống hệ chân chống sắt luôn anh em nha chân chống sắt hàng cực kỳ chất lượng luôn anh em nha thương hiệu này là thương hiệu fukiwa fvk 330 đó, đối với công suất thì nó là 0,9 kW còn nếu mà tính theo cc là 33cc, Nòng của con này là 36 ly nha. Con này đấy phát cực kim cho anh em, cả hai chúng em bán rất là nhiều rồi. Phát kịch kim một ngày hết tầm khoảng 2 lít xăng. Một ngày hết khoảng 2 lít xăng đó, không bao giờ hao xăng nên là anh em hoàn toàn yên tâm nha. Dòng này là hàng Việt Nam chất lượng cao. Rồi. Ok cho anh em, đây cho anh em nhìn cái phần cùm này. Đấy, cái dòng này nó thì thiết kế phần cù này rất là chắc chắn luôn anh em nhá. Nhìn thấy không? Cực kỳ dày dặn và chắc chắn luôn. Cần là hệ cần to này, cần là ống cần 28 luôn anh em nhá. Rồi, anh em nào mà có kinh phí một tí xíu thì lựa con B2 này thì ok hơn anh em nha. Đấy, em đánh dấu cái ký tự này. Đây là B1 này, đây là B1 này, đây là B2 này. Khi mà anh em ấy liên hệ cho cả chúng em đặt hàng ấy thì anh em chỉ cần là anh muốn chốt con B1 hoặc là anh muốn chốt con B2 hoặc là anh muốn chốt con B3 thì cả hàng chúng em sẽ biết và đóng hàng gửi đi cho anh em nha. Cả hàng chúng em thì nhận vận chuyển toàn quốc nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Anh em ở đâu cũng có thể ship được hết. Rồi, qua con B3 là một con máy hàng siêu trường siêu trọng, cực kỳ to khỏe này. Đó, 541. Đây à, tay ga của nó đây, cũng là tay ga bộ nha. Đây ni lông còn nguyên này. Hàng máy mới 100% con này là nó hai uh, triệu 200 000 đ anh em nhá con này dòng Huquama 541 đó con này thì hàng to khỏe rồi để cho anh em chuyên về sử dụng làm thuê phát thuê phát mướn này anh em nào mà nhu cầu cần một chiếc máy cắt cỏ cực kỳ to khỏe để anh em về phát cước thì con này rất là ok nha lấy con B3 sẽ được tặng kèm cũng năm món phụ kiện là một con dao một ổ phát cước một chắn cỏ một dây đeo và một bộ đồ nghề năm món phụ kiện kèm theo cho con B3 này luôn và bao ship với tận nhà cho anh em nha Đấy, con này có tích hợp chụp giật trợ lực luôn này. Nòng của con này là 40mm. Công suất 41cc. Chân trống cũng là chân chống sát nha. Anh em thấy không? Hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Về sử dụng, con này tum cũng là tum rời. Đấy, cần có thể tháo rời rất là dễ dàng anh em nhé. Bạn bố con ốc này thì sẽ nó tháo cái phần cục máy riêng ra cục máy, phần cần riêng ra phần cần. Anh em đến nơi chán có thể chế cháo ra rất là nhiều thứ. Côn là hệ côn to ống cần là ống cần 28 đầu bò là đầu bò cực kỳ to và dày dặn nha. Đây. anh em gì không? Nhìn phần cần ống cứ... đầu bò này rất là dày dặn. Hàng này là hàng vip cho anh em luôn anh em nhé. Bán giá thì cả chúng em đang bán giá cực kỳ rẻ để cho anh em nhu cầu về sử dụng. đó Anh em có thể dễ dàng tiết kiệm chứ nếu mà bán giá cao quá thì anh em rất là khó để tích, để uh, uh, để lựa chọn qua. Rồi giật tét nổ cho anh em nghe con này nhá nổ rất là ngon lành luôn anh em nhé máy móc nổ ngon lành riêng con B2 và con B3 là hàng máy mới còn con B1 thì cả hàng chúng em mua lại của khách bán giá cho anh em giá rẻ để cho anh em về sử dụng anh em nhé và cả hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc anh em có ở đâu cả hàng chúng em có thể ship được hết anh em chỉ cần để lại cho em địa chỉ này tên địa chỉ và số điện thoại Cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em chỉ cần mấy ngày là giao đến tận nhà cho anh em được thôi anh em không cần phải lan tan nha và cả hàng chúng em thì không anh em bắt phải cọc trước đâu ạ nên là anh em vui lòng xem kỹ video, ưng con nào thì hãy gọi cho cả chúng em để đặt hàng anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.